Quý vị gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình văn hóa giáo dục của đài IBC. Ngày hôm nay Thụy Vi có sự hiện diện hai giáo sư, hai thầy của ban đại diện các trung tâm Việt ngữ để nói thêm về khóa tu nghiệp sư phạm và những đề tài khác trong chương trình tu nghiệp sư phạm. Nói chung, nói đến những cái sự sai lầm hoặc những băn khoăn của chúng ta khi dùng ngôn ngữ Việt từ các em hoặc từ các bạn trẻ như thế nào. Thưa Vân, gửi lời chào đến thầy Vũ Hoàng và thầy Đặng Ngọc Sinh. Dạ vâng, kính chào tất cả quý vị, kính chào cô Thụy Vi và thầy Đặng Ngọc Sinh. Kính chào quý vị khán giả của đài ABC đang theo dõi chương trình văn hóa giáo dục. Vâng. Chào thầy Hoàng, chào cô Thụy Vi. Dạ thưa Vân, chào thầy. Đầu tiên hết xin mời hai thầy đề cập đến ngày giờ mà năm nay chương trình khóa tu nghiệp sư phạm được tổ chức trên mạng. Thưa Vân, đặc biệt chương trình trên mạng kỳ thứ 32, phải không ạ? Dạ vâng ạ. 32, xin mời thầy Hoàng hãy tự xin. Dạ thầy Hoàng là trưởng ban tổ chức khóa tu nghiệp sư phạm năm nay. Dạ vâng, xin thưa quý thính giả, bằng đi một năm, chúng ta mất đi một cái kỳ khóa tu nghiệp sư phạm vì dịch bệnh COVID-19. Năm nay thì chúng tôi trở lại chương trình giảng dạy khóa tu nghiệp sư phạm trên online qua Zoom thì trong 2 ngày 7, 8 tháng 8 năm 2021. Tất cả các thầy cô học viên thì ở tại nhà, tuy nhiên những giảng viên sẽ tụ họp lại một nơi, đó là cái hội trường của đài SPTN. Đài SPTN thì chúng tôi sẽ thuê cái hội trường đó để mà chúng tôi để cho các thầy cô giảng viên để dùng cái chỗ đó để mà hướng dẫn các thầy cô học tại nhà. Dạ thưa Vâng, mùng 7 và mùng 8 tháng 8 thì đại khái chúng ta còn khoảng chừng 1 tháng rưỡi nữa thôi. Nhưng mà hạn chót để ghi danh các thầy cô, vì thưa quý vị và các thầy cô đang theo dõi chương trình, vì nó trên mạng, thành ra Thụy Vi thiết nghĩ tất cả chúng ta bất cứ lúc nào ở đâu trên thế giới đều có thể ghi danh tham dự. Ngay cả những lúc khóa tu nghiệp sư phạm được tổ chức tại Đại học Coastline Community College, chúng ta cũng đã có các thầy cô đến từ các quốc gia khác. Nhưng năm nay vì mở rộng ra trên mạng và cũng vì đại dịch, đó là một điều không may mắn. Nhưng vì lẽ đó chúng ta có thể không cần tốn tiền ở máy bay, không cần phải cư ngụ ở một cái tiểu bang nào gần đây mà đều có thể tham dự. Thì hạn chót để ghi danh là bao giờ thưa hai thầy? Dạ thưa, cái hạn chót ghi danh thì chúng tôi định ngày 24 tháng 7 là cái hạn chót ghi danh để cho các thầy cô ghi danh. Cái ghi danh năm nay nó nhanh hơn và nó tiện, giản tiện hơn là các ghi danh của năm trước, vì chúng tôi sẽ ghi danh online. Thì trong đó có một vài câu nó rất là dễ dàng. Sau khi các thầy cô đã ghi danh, đã điền vào tất cả đó, tên, tuổi, rồi trường, rồi chọn lớp rồi này kia rồi đó, thì các thầy cô chỉ cần nhấn vào cái nút submit thì cái phiếu ghi danh của thầy cô nó sẽ trở về cái ban hành chánh của ban đại diện các trung tâm Việt ngữ Nam California. Thì từ đó thì chúng tôi sẽ sort nó ra là các thầy cô chọn lớp nào, rồi sau khi mà đầy đủ, sau khi hết cái hàng ghi danh đó, tới ngày học tập đó, thì chúng tôi sẽ gửi cho từng thầy cô mỗi một cái Zoom ID để cho thầy cô biết cái lớp của mình vào click và không thể lộn được. Thầy cô ghi danh cái lớp A thì sẽ có một cái Zoom ID của cái lớp A, là B có một cái Zoom, nó khác nhau chứ không phải cái nào là cũng giống nhau. Vâng, thầy có thể chia sẻ với quý vị đang theo dõi đài cái trang mạng đó là như thế nào, hoặc là cái link nào để mà các thầy cô ghi danh không ạ? Dạ thưa, thì trước tiên đó là nếu mà các tôi đã gửi cái thông báo ra rồi, tôi thông báo trong đó, cái trong thông báo đó thì nó đã có cái link để mà các thầy cô ghi danh. Còn nếu mà các thầy cô mà nghe được cái chương trình này mà không nhận được cái thông báo của chúng tôi đó, thì quý vị có thể vào taviet.org. Thì sau khi vào cái đó thì nó sẽ hiện lên một cái bàn trang nhà của ban đại diện các trung tâm Việt ngữ, thì các thầy cô chọn tu nghiệp sư phạm. Thì sau khi chọn tu nghiệp sư phạm thì nó qua một cái là chỉ thầy cô click vào cái chỗ mà đơn từ, thì nó sẽ đưa ra cái chỗ những cái đơn cho các thầy cô ghi vào đó vào gửi về cho chúng tôi.
Thưa vâng, cảm ơn thầy Hoàng. Mục đích của ban đại diện các trung tâm ban đại diện các trung tâm Việt ngữ, xin lỗi quý vị, ban đại diện các trung tâm Việt ngữ tại Nam Cali tổ chức các khóa tu nghiệp huấn luyện sư phạm hàng năm là để muốn tiếp tục sứ mệnh bảo tồn, phát huy và quảng bá tiếng Việt truyền thống và trong sáng. Nói đến ngôn ngữ Việt Nam thì đối với Thủy Vi, cá nhân Thủy Vi mặc dù rời quê hương rất là sớm nhưng tiếng Việt của mình rất là phong phú, ngôn ngữ Việt Nam của mình rất là giàu ở nhiều khía cạnh khác nhau. Ở đây Thủy Vi xin được đề cập đến ngôn ngữ. Khi nói đến ngôn ngữ Việt Nam hay ngôn ngữ bất cứ nước quốc gia nào, chúng ta phải đi qua văn phạm, ngữ vựng, chính tả. Thì giây phút này xin mời thầy Sinh nói thêm một tí về ngôn ngữ gồm có những gì và tại sao nó quan trọng, nhất là ngôn ngữ Việt Nam. Thưa, nói về ngôn ngữ thì xin để mình cũng dài dòng chút, mình định nghĩa thế nào là ngôn ngữ. Tại vì có nhiều khi người ta nói có một vài người nói là ngôn ngữ viết, là ngôn ngữ nói, thì cái đó có đúng hay không? Thì thưa quý vị, thì nói thế này, khi người ta nói là ngôn ngữ thì mình phải có những cái yếu tố nào để mà gọi là ngôn ngữ. Thì ngôn ngữ mình có hai phần. Thứ nhất là những cái quy ước. Mà trước khi mình nói cái ngôn ngữ thì mình cũng phải định nghĩa sơ sơ quy ước cái này. Thì quy ước là những cái điều mà chúng ta chấp thuận, mọi người chấp thuận rồi thì phải theo đó mà thi hành, gọi là quy ước. Thì cái ngôn ngữ thì nó gồm cái thứ nhất là âm thanh. Âm thanh là những cái quy ước về tiếng nói á, tức là âm thanh, thì quy ước về âm thanh được nhận biết bằng lỗ tai. Rồi cái thứ hai là những cái quy ước về cái ký hiệu quy ước nhận biết bằng mắt. Thì hai cái đó, vừa chữ viết và tiếng nói gộp lại thì cái đó gọi là ngôn ngữ. Dạ vâng. Đây là cái thứ hai là bây giờ ngôn ngữ, muốn mỗi ngôn ngữ cho nó rõ ràng minh bạch đâu ra đó thì ta có những cái môn học gọi là ngôn văn phạm. Vậy thì môn học văn phạm là một cái môn học để ta viết đúng và chính xác. Thì quý vị sẽ hỏi mà thế nào là đúng và thế nào là chính xác. Thì đúng là thế này, là chúng ta chấp hành theo đúng những cái quy ước mà chúng ta đã chấp thuận và những cái nguyên tắc về cái ngôn ngữ đó. Thì khi mà viết gọi là đúng và chính xác, tức là khi một cái câu văn viết ra thì không thể hiểu được hai cái nghĩa khác nhau, không chính xác. Ví dụ bây giờ tôi ví dụ cái câu rất là đơn giản. Thường thường như ta nói là kế hoạch hóa gia đình, ta nói là một gia đình, mỗi gia đình có hai con, vợ chồng hạnh phúc. Bây giờ ta thấy cái dấu phẩy ta lấy chỗ nào? Một gia đình có hai con phẩy, vợ chồng hạnh phúc, trên nghĩa là khác. Dạ vâng. Nếu mình bỏ dấu sai thì là không đúng. Dạ thưa vâng, đó là một trong những cái định giải thích sơ qua về ngôn ngữ, gồm có ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị qua phần thông tin thương mại sau đây để nói thêm cùng với thầy Vũ Hoàng và thầy Đặng Ngọc Sinh về những yếu tố, những quy ước và những quy tắc trong ngôn ngữ Việt Nam và trong khóa huấn luyện tu nghiệp sư phạm năm nay là gì.